Xin chào mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị 5 căn tại Phương Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, rất là gần với trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông mọi người nha. Với diện tích của cái 5 căn này thì từ 30 cho tới 33 mét vuông, đường ngon trước nhà như quý vị nhìn thực tế nha. Hai xe máy tránh nhau, ngon trước nhà ở đây là 2m2, cách với trục đường ô tô đi lại khoảng tầm 200m mọi người ạ. Đặc biệt với cái căn nhà này, nó gần như là đi ra tới khu đô thị Dương Nội, nó chỉ khoảng tầm 500m thôi, cách với trung tâm thương mại Ion Hà Đông khoảng tầm 800m. Sổ đỏ đầy đủ, chính chủ bàn giao nhà ngay. Với cái 5 căn này thì đã bán 2 căn và còn 3 căn thì cái phân khúc giá từ 2 tỷ 680 triệu đồng với căn ở phía bên trong. Và ở đây có một căn lô góc thì Ngọc Anh sẽ quay gửi tới quý vị lô góc 2 mặt thoáng, diện tích 33m2, giá là 2 tỷ 850 triệu đồng. Mời mọi người theo em vào cụ thể khám phá cái căn nhà này. Với phần hoàn thiện mặt ngoài thì đã xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Với phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là cửa sắt sơn tĩnh điện, và phần bên trong của ngôi nhà nó là cửa gỗ kính quý vị nha. Căn nhà này hướng nhà đông nam, mặt tiền 3m14, mặt hậu của ngôi nhà là 3m43 mọi người ơi. Nhà nở hậu rất là đẹp quý vị nha. Với cái căn nhà này thì về cái phần hoàn thiện cũng đã được hoàn thiện đầy đủ chỉn chu rồi. Phần sơn, phần gạch lát nền cũng như là cái hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Nói chung là chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà ngay. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Giao thông đi lại rất là thuận tiện quý vị ạ. Nó rất là gần với lại trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông. Thì mọi người có đi làm ở khu vực Hà Đông này, hoặc mọi người có đi làm khu vực ở phía bên trên Đại Mỗ hoặc là Lê Văn Lương thì cũng đều rất là ok nhá. Đó, giá chào bán của cái căn lô góc này là 2 tỷ 850 triệu đồng mọi người ạ. Ngọc Ánh review cũng như là về phần giá cả đường, mọi thứ nó rất là cụ thể và chi tiết. Mọi người cứ cân nhắc trước video thật là kỹ và có thể gọi điện trước cho Ngọc Ánh để được tư vấn trước khi đi xem nhà nha. Đó, phần cái căn nhà này thì nó hơi ngổn ngang và nó hơi bừa bộn một chút xíu nữa thôi là có thể xong hết rồi mọi người ạ. Và đây chính là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp của ngôi nhà thì hoàn thiện cũng đơn giản thôi, toàn bộ cái phần tủ bếp thì thiết kế là tủ gỗ sồi, phụ kiện bếp đi kèm thì chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa. Đó, hệ thống nước thì đã có rồi. Mặt bếp thì ốp đá granite và xung quanh bếp ốp cái gạch kích thước 30-60 mọi người ơi. Và phía tầng 1 của ngôi nhà thì còn có một cái phòng vệ sinh phụ. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ cái tiêu chí cho quý vị về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng. Lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà, căn phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn, bởi vì cái căn nhà này thì diện tích của nó chỉ có 33m2 thôi, cho nên là cái không gian phòng bếp nó cũng chỉ như thế này thôi mọi người ạ, y như trên video. Ngoài ra cái phần ngăn cách giữa phần phòng khách và phía cầu thang ở đây thì có một cái vách lam gỗ ở đây, gỗ công nghiệp cho mọi người ạ. Đó, mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite và cái tay vịn cầu thang thì là toàn bộ được thiết kế là gỗ lim. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế như nào nhé. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau mọi người ạ. Tầng 2 của ngôi nhà thiết kế một phòng ngủ rất là rộng và một phòng vệ sinh theo kiểu master ở phía bên trong. Thì cái phòng ngủ này mọi người có thể nhìn thực tế ở đây, nó là có hai cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Căn phòng ngủ cũng rất là rộng, vuông vắn nó phải tầm hơn 20m đấy mọi người. Đó, đây cửa sổ trước, cửa sổ sau, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Với cửa thông phòng thì dùng cửa gỗ và đây chính là cái phần phòng vệ sinh ở phía bên trong của ngôi nhà. Trong phòng ngủ tầng 2 này thì đây, mọi người có thể nhìn thực tế giúp em, đầy đủ hệ thống sen kê tắm nóng lạnh này, bồn cầu này, lavabo bàn đá. Đó, cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Ở đây là có sẵn cái dây chờ để lắp bình nóng lạnh này, quạt hút mùi này. Nói chung là với cái căn nhà này thiết kế đơn giản, giá hợp lý so với khu vực, bởi vì cái vị trí của nó rất là gần mọi người ơi. Dương Nội thì cũng rất là rộng nha mọi người. Thì cái vị trí căn nhà này gần như là nó gần với lại trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông nhất luôn ý. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhá. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế y hệt như tầng 2. Tuy nhiên thì với tầng 3 thì nhà vệ sinh lại để ở phía bên ngoài mọi người ạ. Còn đâu thì tầng 3 này giống hệt như tầng 2 thôi. Từ màu sơn cho đến cái kích thước cửa sổ, rồi là ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa, sàn gỗ công nghiệp.
như quý vị nhìn thực tế. Đó, được cái thì cái căn phòng này nó rất là rộng nha, vuông vắn mọi người ạ. Căn nhà này nở hậu nha mọi người ơi, hướng nhà thì là hướng đông nam. Đây, cửa thông phòng, tất cả các cửa phòng ngủ đều thiết kế hoàn toàn là cửa gỗ. Quan trọng nhất là cái vị trí bất động sản thì Ngọc Ánh vừa chia sẻ với mọi người rồi, nó thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông. Đi lại giao thông nó rất là gần. Đây là nhà vệ sinh ở phía tầng 3. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế luôn. Đó, cửa hai bên nó là lô góc cho nên là cái phần phòng vệ sinh này nó được mở cái cửa thoáng ở phía bên này. Đây là cái phần hệ thống sen cây, lavabo. Toàn bộ cái phần trong phòng vệ sinh thì được ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần rồi anh chị nhá. Cho nên là mọi người thấy không, về cái độ thẩm mỹ cũng như là trong cái ngôi phòng, cái căn phòng này thì cũng rất là thoáng. Đó. Và phần còn lại của ngôi nhà đó là tầng 4 thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Quý vị ơi, trên phía tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như sau. Ở đây có một phòng vệ sinh nữa. Đây chính là phía phòng vệ sinh ở trên phía tầng 4 nha mọi người. Nó y hệt như tầng 2, tầng 3 như vậy. Căn nhà này 4 tầng thì có 4 phòng vệ sinh mọi người ơi, 4 phòng vệ sinh đấy ạ. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4. Và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như sau. Đây là một cái phòng riêng. Thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, quý vị có thể thiết kế làm cái tùy theo cái mục đích công năng sử dụng của mỗi người thôi. Ở đây thì chủ nhà thiết kế thêm một cái phòng riêng như thế này. Và phần còn lại đó chính là phần sân phơi. Đây ạ, đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà nha. Đây. Cũng rất là thoáng, vị trí để máy giặt này, sàn thoát nước này, ổ điện đấy mọi người ạ. Vậy thì Ngọc Ánh cũng đã chia sẻ rất là cụ thể với mọi người về cái căn nhà này rồi. Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người, căn nhà này thì có cái giá chào bán là 2 tỷ 850 triệu đồng. Bên cạnh đó thì có căn bên cạnh là 2 tỷ 680 triệu đồng. Và diện tích từ 30 cho tới 33m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Tất cả đều đã có sổ đỏ chính chủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Vậy thì mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để em có thể tư vấn cho mọi người, hỗ trợ mọi người mua được những cái căn nhà ưng ý nhất nha. Số điện thoại của em là 0888 041 444 và 0983 013 403. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau.